bị đau buồn hay mỏi mệt nên biết tự an ủi lấy bản thân. Không có người lo lắng thì càng phải mạnh mẽ. Không có ai cổ vũ cũng phải biết tự bay lên. Không có người chiêm ngưỡng cũng cần thơm tho và tươm tất. Hãy quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc đời thật tươi đẹp. Sinh mạng dù vô thường ngắn ngủi cũng không nên tùy tiện xem thường, vì không ai mua được sức khỏe cả. Thanh làm người đã khó rồi, kiếp người thì nó ngắn ngủi, nó mong manh, sống sao cho nó có ý nghĩa. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tai miệng mỉm cười. Ai là những người tu Phật? Phải thức tỉnh thức thời. Sống trong cơn buồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Cơn hoạn nạn thì sống theo hoạn nạn, lúc an nhàn thì sống cảnh an nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc. Mình có cái bệnh là gì? Mình không cảm nhận được những cái hạnh phúc mình đang có, mà thích dòm ngó những cái khó thuộc về mình. Cây dù cao vạn trường cũng không thể thiếu gốc. Người dù huy hoàng thế nào cũng không thể quên ơn. Một đời người cần ghi nhớ. Người cho mình mượn tiền khi nghèo thiếu, người giúp mình chống đỡ lúc khó khăn, người chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm pha thuốc lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù mình còn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn khi mình chưa biết gì. Nếu luôn nhớ đến sự tri ân sẽ thu phục được lòng người, kẻ được lòng người sẽ được người tôn trọng, bậc được tôn trọng ắt có phẩm chất trong đời. Làm người có tiền không bằng làm người có giá trị. Làm một người năng động không bằng làm người có hiệu quả. Trời có gió bão bất ngờ, người có bất trắc sớm tối. Kẻ thông minh tạo ra cơ hội, kẻ mạnh nắm chắc cơ hội, kẻ yếu ngồi đợi cơ hội. Nỗi khổ nói ra được không gọi là khổ, nỗi khổ không nói ra được mới thực sự là khổ. Không thấy thế giới lớn khó hạ quyết tâm cao, hạ được quyết tâm cao mới dám đi hành động. Đôi chân của con người ngoài việc dùng để đi lại